biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ anh có nhớ gì tôi? Từ đây vui vơi hôm nay chúng mình không còn gặp nhau, bao đêm ngồi nhớ nhưng ngồi là sầu, tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa anh ơi, xuyên kim giờ mình chia lối. Em ơi nhớ gì khi mình chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test đôi loa Pioneer CS880 sầu Wobat 40, một trung 20 và một kèn 4 lỗ kèn gang rất là khủng ha. Gang chiều ngang nó khoảng 40cm và cái củ nó trông rất là to. Thì nội thất em có đăng nhiều rồi. Thì đôi loa này với cái nội thất rất là gấu luôn quý vị, kết hợp rất nhiều thể loại nhạc, từ nhạc cổ cho đến những dòng nhạc mới. Và quý vị có thể sử dụng nghe băng cối, đĩa than. Nói chung là đôi loa này nó rất đa năng quý vị. Thậm chí quý vị có thể hát karaoke nhẹ nhàng trong nhà luôn, vì đây là cái chép kèn nó rất là trong. Đấy quý vị, ghép với con Aztec Mansion 714 quý vị, cực kỳ hợp như cầu mờ luôn. Thì đôi loa này có cái kích thước rất là khủng ha. Thì hôm trước có quay cho quý vị và các bạn rất nhiều thể loại nhạc để quý vị thưởng thức rồi ha. Đây lưới của nó ở đây ha, logo nằm ở dưới nha. Thì đô la trong tình trạng đẹp xuất sắc quý vị ơi, xuất sắc, cao to bệ vệ đại tướng ha. Chiều ngang là 52, chiều sâu là 40 và chiều cao con này. Loa này thì rất là nặng ha, chiều cao là 88 ha, số đẹp luôn. Con này loa này gần nặng gần 50kg một thùng. Thì như đã như vậy là đã như vậy luôn, chứ em không có xoay chở gì được hết quý vị. Đây, chuồng đẹp xuất sắc ha, đẹp xuất sắc luôn. Này rất đẹp ha, đẹp xuất sắc. Phía sau ha, vuông thành sắc cạnh như vậy. CS880 ha. Bên đây
quá to quý vị ơi, chiếm hết diện tích của cái phòng, thành quá lúc cảnh đâu đây tuyệt vời rồi nha. Yeah. 100W 8 ohm thì cái chạm này thì bên nước ngoài nó gắn sẵn luôn ha, vì chắc bên bản nó dùng bắp chuối vậy, thì cái chạm này là chạm xịn nha quý vị, chạm này là chạm xịn nha, chạm xịn này dắt này mà vàng. Và cái này thì sử dụng được bắp chuối luôn ha. Đấy, chứ cái chạm của Bio đưa riêng của cái này thì nó không có sử dụng bắp chuối được, nhưng vì thế này bên nước ngoài về là nó có sẵn luôn. Nghe là bên nước ngoài họ dùng bắp chuối. Tiếng cực kỳ ngọt, đo loa đẹp xuất sắc, khủng long như thế này. Trưng bày thôi cũng đủ tiền đó quý vị. Thời gian ơi, mưa vẫn trắng bát nghe rất nặng nha. Đêm ngày vầng trăng lơ lửng trên đầu, vầng trăng ơi người thương ơi, vầng trăng xưa sao không còn nữa. Em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong cao tiết nha mày. Em hát đi dù mây hạ về, hạ trăng lang thang miên man tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ca. Nhìn hà về giống như là mang cái rạp hát về nhà vậy nha quý vị, thì nó như vậy. Rồi clip cũng dài rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì thật sự với một cái đôi loa đa năng và trong cái tầm tiền như thế này thì rất những cái đối thủ khác quý vị khó làm được nha, vì những cái tầm tiền này thì những cái đôi dòng khác, ngay cả chính những dòng Bioner quý vị, nhưng mà quý vị so sánh với những dòng hiện giờ quý vị mua đôi 180A, 183 là 13 là mã, bát chỉ 30 thôi mà giá cũng đã 25, 26 triệu mà nó không được đa năng như vậy quý vị. Thật sự nếu mà cho nó đánh bát luôn chưa chắc nó đa hơn đôi này ha. Rồi chúng ta chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi, chúng ta đã sở hữu được một đôi loa vừa bày đẹp. Cái này quý vị gỡ lưới ra, quý vị để trong nhà, người ta đi ra đi vào và nhìn đôi loa thôi là cũng biết được cái đẳng cấp rồi quý vị. Vì nhìn cấu hình thế này thì loa không thể nào mà rẻ tiền được ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và giá đôi loa là 29 triệu qua ship toàn quốc.